chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. Nhân dịp ông Lương Cường được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thong Lao Sisoulith đã gửi thư chúc mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lao Sisoulith khẳng định việc ông Lương Cường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Tin tưởng ông Lương Cường cùng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam, anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chiều ngày 21 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, với 440 trên 440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, bằng 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội ngay sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã giáo dục, rèn luyện, thương yêu đùm bọc, chỉ bảo và tạo điều kiện để ông hoàn thành nhiệm vụ và trưởng thành như ngày hôm nay. Theo Chủ tịch nước Lương Cường, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, ông sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê tỉnh Phú Thọ. Tháng 2 năm 1975, ông tham gia quân đội. Ông được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 2 năm 2006, thăng hàm thượng tướng vào tháng 12 năm 2014, thăng hàm đại tướng vào tháng 1 năm 2019. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước. Chiều 21 tháng 10, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau đó. Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó." Ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Tiểu sử đồng chí Đại tướng Lương Cường. Đồng chí Đại tướng Chủ tịch nước Lương Cường, ngày sinh 15 tháng 8 năm 1957. Quê quán xã Vũ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dân tộc Kinh. Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch nước Lương Cường. 2002, đồng chí Lương Cường giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2. 2008, đồng chí Lương Cường đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Quân khu 3. 2009, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm Trung tướng. 2011, đồng chí Lương Cường giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 2014, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm Thượng tướng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 4 năm 2016, đồng chí Lương Cường được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
tháng 1 năm 2019, đồng chí Lương Cường được phong quân hàm đại tướng. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 16 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Tân Chủ tịch nước Lương Cường vì Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Chiều ngày 21 tháng 10, với 440 trên 440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo đảng, nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, sau gần 50 năm phục vụ cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng. Dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, ông đều kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác. Toàn tâm, toàn ý, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, như đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước, ông sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo hiến pháp và nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Chủ tịch nước khẳng định tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân. Xây dựng củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.